Hello, xin chào tất cả anh em. Sau khi lấy vé check in thì mình đã vào được sự kiện của Mẹt ở đây. Đây là một chiếc Mercedes 300 AMG. Đẹp quá anh em ạ. Đây, cho anh em xem toàn cảnh này. Hôm nay mình quên mic E300 AMG này, GLC 300 này. Đây, chiếc GLS 450, S450 Luxury này. Và đây một chiếc EQE 500, một chiếc SUV thuần điện đến từ nhà Mẹt. Ở lưới tản nhiệt nó có rất nhiều logo của Mẹt, nhìn như sao rơi ấy. Có một cái logo Mẹt rất to ở đằng trước. Đây là logo 3D anh em ạ. EQS 580 này, con này mình thấy đẹp nhất trong dòng thuần điện của Mẹt. Mình đi vào buổi tối thế nên mình thấy nó cũng khá là vắng. EQS 500 này, SUV mâm này đẹp hơn này. Mâm bên kia thì mình không thích lắm. Đây mâm đa chấu này. Wow. Không biết anh em thế nào nhưng mà mình cảm thấy cái dòng EQS, cái dòng thuần điện của Mẹt, mình cảm thấy không được ưng mắt cho lắm. Đấy, không được ưng mắt với mình thôi. Và mình nghĩ là nhiều anh em cũng sẽ thấy. Đây một chiếc A35 AMG, một chiếc xe nhỏ lẻ, hiệu suất cao đến từ nhà Mẹt. Ngó nội thất này. Đấy, nhìn cũng rất là đơn giản. Và nhìn vô lăng AMG này, có chữ AMG ở dưới này, vô lăng đây cắt này, chữ turbo automatic ở bên này. Wow, cụm phanh có chữ AMG luôn anh em nhé. Mâm là mâm 5 chấu kép, mình thấy khá là ấn tượng với bộ mâm này. Đây là một chiếc siêu phẩm đây, GLA 45S, chiếc xe có động cơ 2.0 mạnh nhất thế giới. Nội thất cũng như chiếc A35 kia thôi. Nhưng đây là một chiếc gọi là hiệu năng cao hơn. Hơn như mình nhớ không nhầm là 420 mã hay là bao nhiêu mã, hơn 400 mã gì đấy, mình không nhớ lắm. Đây, cụ phanh AMG màu đỏ, mâm đa chấu đen nhám anh em ạ. Có center lock luôn. Rất đẹp. Đẹp quá anh em ơi. Ở giữa sẽ được trưng một chiếc G63 AMG ở ngoài thất màu nâu. Màu này mình cũng không biết, mình cũng không nhớ gọi là màu gì anh em, quên. Mới được trong quân sự ra đi này luôn. Đấy chứ. Đây, đi qua một màu xe đáng quan tâm hơn rất nhiều, một chiếc SL43 AMG. Tiến đi. Cái cụm đèn mình thấy mê lắm anh em ạ. Quá đẹp luôn. Logo Mẹt đã được thay bằng logo AMG này. Đỉnh cao luôn. Cái nắp capo nó rất là dài. Trườn dài. Rất là dài luôn anh em ạ. Đây. Nguyên cái đầu xe, nguyên cái nắp capo. Bộ mâm 5 chấu kép. Có hai vành ở đây, hai vành hai bên. Hai vành, hai vòng. Bộ phanh AMG màu vàng. Chữ turbo. Đằng sau cũng thế. Lốp là lốp Michelin Pilot Sport 4S anh em nhé. Một dạ màn đấy. Không phải dạ vừa đâu. Để mình xem nào. Để mình xem bộ mâm này bao nhiêu inch. Hôm nay mình quên bằng mic anh em ạ. Thế nên là nói cũng sẽ hơi nhỏ một tí. Mình đang không 20 inch anh em ạ. 20 inch anh em nhé. Bộ mâm này SL43 đây. SL43 AMG. Rồi. Cái giải đèn hậu của nó rất là dài luôn. Nó như là một chiếc máy S vậy. Lấn đèn hậu của nó như một chiếc máy S, nhưng mà nó dài hơn rất nhiều. Dài phải đến 3 cái găng tay của mình. Bô đôi này.
có chữ AMG nhé, tất nhiên rồi. Và đây là cả phần đuôi của nó. Con này đẹp này, con này đẹp bao tiền rồi. Đây đang mở. Bên trong nó sẽ có một cái màn hình rất là lớn, như tương tự như những chiếc C, những chiếc S class anh em ạ. Nhìn nó rất thể thao, mình rất thích cái vô lăng nhìn đẹp quá. AMG rất ra màu đỏ này, loa Boomaster này. Rồi, đây là một chiếc GLE 53 AMG. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà BMW X6, Porsche Cayenne Coupe hay là chiếc Audi Q8. Ủa, màu đẹp quá. Màu rất đẹp. Đỉnh cao luôn anh em ạ. Đấy, GT53 AMG. Hôm nọ mình vừa làm clip xong, làm clip một chiếc xám thì đây, mình đã gặp một chiếc GT53 AMG. Nhưng mà là của hãng anh em ạ, không phải của cá nhân. Có bộ tem AMG hai bên màu vàng này, turbo này, logo turbo này, đèn multi beam này, rất đẹp anh em. Ok anh em ơi, bộ mâm AMG này, ghế AMG anh em nhé, rất đẹp. Còn bên này là một chiếc C43 đang được mở máy ra. Chiếc Maybach, một chiếc GLS 480 Maybach và một chiếc S450 Maybach. Chiếc này mình gặp nhiều lắm rồi. Chiếc này cũng thế luôn, khác mỗi cái màu thôi anh em ạ. Cái màu này là mình ít gặp này, ít gặp. Mình gặp một chiếc màu bạc như này, nhưng mà mâm là mâm đa chấu kép thôi. Mâm đa chấu chứ không phải là mâm đặc như này. Mâm đặc 5 chấu này, đèn là đèn digital light luôn anh em, đẹp quá này. Đấy, có máy bay này. Ok chưa anh em ơi? Rất là đẹp. Tay nắm cửa của thò tất nhiên. Chiếc máy bay này. Và đây là Emmy. Đây là anh đã. Nãy bắt gặp trên một chiếc C43. Lái thử, đây là logo máy bay của C anh em này. S450 này. Maybach này, rồi là S480. Mình nghĩ là mai mình sẽ đầy đủ hơn. Rồi hiện tại mình sẽ đi chơi với ông em của mình trước đã, rồi mai mình sẽ lên clip, mình sẽ mang theo mic thì nó sẽ ok hơn. Đấy, ngôi sao chiếc EQS 580 Maybach. AS Maybach EQS 680 anh em nhé, mình xin lỗi mình nhầm. Ok anh em ơi, và đây là tổng thể không gian trưng bày của mình ngày hôm nay. Xin chào anh em, mình sẽ hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Bye bye anh em.